Tam thái phật, chính giữa là mẹ Quan Âm, còn bên đây là bác năm gái của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Mình xin tự giới thiệu, mình là Diên Trần. Thì hôm nay mình với Mr. Bell, với đây là Cú Đen năm độ đi vô sơn cửa cho nhà mình. Nhà mình cắt mới đây cũng được gần nửa năm rồi đó, nhưng mà tới bây giờ là mới sơn cửa. Tới bây giờ mình đi ra mình quay các bạn coi đó, các bạn thấy căn nhà của mình không? Nếu mà không có hàng rào này là đẹp lắm nè, tại vì nuôi con chó rồi phải làm cái hàng rào đó, hồi nó chạy ra. Người ta nuôi chó lặn chó giữa nhà, còn mình nuôi chó là mình muốn đi tắm hay đi cầu đó là mình phá cửa luôn không, để sợ nó đi bắt. Đây là Mr. Bell đó, bữa nay là mình bắt Mr. Bell sơn hàng rào cho mình đó, các bạn thấy nhà mình không đó, nhỏ xíu à, có 4-5 mét à, đủ ở. Với lại mình thích ở nhà nhỏ chứ không phải thích ở nhà bự đó, nhà nhỏ vậy nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Vừa mở hàng rào ra đập vào mắt mình đó, là mình có thờ mấy tượng Phật đó. Bên đây là Tam Thái Phật, chính giữa là mẹ Quan Âm, còn bên đây là bác năm gái của mình. Bác năm gái này là hồi xưa là rất là tốt luôn á, nhưng mà các bạn biết rồi đó, mấy người tốt là không có sống được lâu nữa, vì mấy người tốt là hay mắc sớm lắm đó. Đây là bác năm của mình, bởi vì bác năm hồi xưa là thợ ở nhà ba mẹ mình, nhưng mà cái hình của bác năm là xây vô cái hướng bên vách tượng mà, bởi vì bây giờ mình có nhà mới rồi mà mình muốn thỉnh bác năm mình về đây thờ để cho cái mặt của bác năm hướng ra ngoài đường đó, tại trong đây vui mà. Mình không có định là quay nhà mình cho các bạn coi đâu, tại vì nhà nhỏ rồi à, không có đầy đủ tiện nghi nữa đó, mà bây giờ Mr. Bell kêu quá nên phải quay thôi đó. Giống như là mình cắt nhà là mình không có tốt gì cho các bạn, chỉ tốn tiền mua mấy cái vật liệu thôi, còn làm công là mấy người này làm cho mình hết đó. Giống như cái thằng Lenis vậy đó, nó biết sửa điện á, nó vô làm điện cho nhà mình á, cái nhà chiếu họ làm 4 triệu tiền điện. Ừ đó, nếu như mình kêu thợ là có 2 triệu mấy à, mình thấy nên làm kêu vô làm thợ nhà nó thoải mái mà không có trả công cho nó nữa, quất cái tiền điện 4 triệu bạn à, lại nhà hoành tráng luôn, thôi là không có bị giật đó. Còn bây giờ là sơn hàng rào, Mr. Bell với Cu Đen sơn cho mình rồi sơn gì rồi, có lánh lương không? Có rồi bạn, làm phải lánh lương chứ không làm lánh lương làm mướn lấy cái gì ăn chứ bạn. Rồi giờ làm phụ anh không được hết trời à, anh em lấy chồng nhậu thôi, anh em mà vui rồi. Nhậu gì, tính chồng nhậu luôn hả? Ừ trời, trời ơi, tính 100 thiếu 150 mà tính sát giá nè. Vừa bước qua cửa buồn đập vô mắt mình đó, trong đây là cái phòng của mình, giờ mình mở lên cho các bạn coi, bởi vì mình ở nó hơi bề bộn, bởi vì các bạn đừng có nói gì nha đó. Máy lạnh, còn ở đây là thùng mì á, mình mua mùa dịch đó mình sợ không ai bán á, cái mình mua mì mình thủ ở nhà đó, mua ngất trơn luôn đó. Còn cái đó là mấy cái đồ mà phụ liệu của bạn mình đó, các bạn thấy chưa, đây là cái tivi mình không có treo lên tường, bởi vì mình để dưới đây nè. Đây mai mốt mấy bạn nào mà có vô nhà mình á, giống như là nhậu ăn trước hay gì đó, cái mình khinh ra ngoài mình coi đá banh luôn đó. Đây là cái cửa buồn, còn đây là cái niệm mình nằm con gấu đó, nó bề bộn lắm, con trai mà. Rồi mình sẽ đi ra sau quay cho các bạn coi đó, các bạn thấy nhà mình bề bộn không, cũng sụm hết trơn.
đó đồ nè, rồi cái quạt, rồi cái gương đó, nhà hai ba cái gương, thùng nước. Còn đây là chỗ rửa chén của mình nè. Đó, dưới đây là mình để gas. Còn cái bình ga, thời xưa là mình đâu có mua bếp ga đâu, mình xài bếp ga nhỏ. Là cái bình ga nhỏ là một ngày là mình xài một chai. Xong cái thấy xài một chai tốn tiền quá không? Thôi bỏ cái gì bỏ ra triệu mấy, mình mua bếp ga với cái bình ga nè. Bình ga xài 3-4 tháng trời nè mà chưa hết. Bởi vì xài bình ga bự nó tiện lợi lắm. Đó, còn đây là cái bếp của mình. Cơm điện, ở đây là gạo. Đó, mấy đây là đồ nêm nếm. Đó, các bạn thấy nhà mình không? Đâu có gì đâu, toàn là thiết không à. Bởi vì nó nóng ngực lắm, mấy cái la phong này nó cũng đâu có chống nắng được đâu, làm cho nó đẹp vậy đó. Còn bên đây là mình không có la phong luôn, mình để trống lên vậy đó. Đó, mình quay vô toilet cho các bạn coi, bời bộn lắm các bạn ơi. Đó, có nhiều đó đó nè. Cắt nhà tới khúc cuối rồi, hết tiền rồi. Rồi còn thiếu là mong lúc này mình bởi vì đâu có đóng đâu, để nó vậy luôn. Chứ nếu mà tới khúc mà cắt nhà mà nó đủ tiền là mình làm la phong hết luôn rồi. Xui, làm tới khúc đó cái nó hết rồi, hết tiền luôn, nghỉ làm luôn. Rồi tới giờ đó, đây là tủ lạnh. Còn đây là mấy cái chén đồ ăn mình để đây nè. Còn bên đây là đồ dự của mình. Còn bên đây là bình trà, tại vì mình rất thích uống trà. Còn đây là bình nước nóng. Còn ở đây là đồ của con boy. Tiền mua đồ cho nó không cả triệu bạn, chứ có rẻ đâu. Còn mình sẽ quay qua bên đây. Đó, rất là bề bộn luôn. Ai mà vô nhà này cái tao cũng chạy gì đâu mà ở bề bộn quá trời. Đó, còn ở đây mình quay ở sau cho các bạn coi. Ở đây riết không hồi cũng bệnh đâu nè, các bạn nhìn cái con kênh nè, nó dơ không, đang hồi lùi vậy đó. Rồi các bạn ở ngoài này đi, nó hôi lắm, chịu không nổi luôn. Trong phòng mà đóng cửa rồi mà nó vẫn còn hôi, bởi vì mà mình ở riết mình quen cái mùi á. Mấy người là bạn của mình lại đây chơi nè, nó nói hôi là chịu không nổi luôn. Nó dơ vậy mà dơ dữ. Bởi vì mấy bạn nào mà nhảy xong á, đừng có giục ghé dưới sông nữa. Một người vì mọi người đi. Đó, anh em vô nhà mình sơn á, mình cũng thương. Nè, trà đường mình pha cho uống nè. Ở đây là cà phê sữa. Ở đây là con tôm khô. Còn bên đây là mix. Mình thương lắm mà, quá ra thùng rồi mình uống hết nửa thùng rồi. Trời ơi, uống trà đường để cà phê sữa cho mấy ông uống thì trời ngon. Kìa ông còn 2 ly cà phê đó nữa kìa. 2 ly cà phê gì uống hả? Uống trà quá luôn. Đó, còn mình chắc căn nhà này là bây giờ là nửa năm hay là hơn nửa năm rồi đó. Nhưng mà bây giờ là mình mới vô điện quá. Còn hồi xưa là xài điện nhờ của nhà của Việt Sáu kế bên á. Bây giờ tưởng đâu xưa xài đèn dầu nữa chứ. Có đèn dầu rồi để cho đồng phạt à. Nhưng mà giờ mới vô điện luôn á. Rồi bây giờ là sơn cửa xong là cái nhà là hoành tráng đó. Ăn tăng gia. Là bắt đầu là mời mọi người vô ăn tăng gia nha mình. Rồi ông Bèo đi chén hay gì, cua đen đi chục đũa. Còn đây là bọng thuyền. Mình không đi chụp đổ đâu, mình dắt cái mặt mình chai vô á, mặt mình dậy cái mặt đường vô. Thôi vô đi về không đi. Đâu có đi chế đổ gì đó. Đó, cái mặt không vô thì xin lỗi, tiện cắt. Còn ở đây là bữa hẩm cái liều mà mình làm thử thách sinh tồn nè. Còn bên đây là mấy cái đồ mà mình đẩy vét. Đó không, rất là bề bộn luôn. Còn bên đây là bao gạo cho mấy người mà bán vé số á. Mà bây giờ mình chưa cho nữa, để đó. Thấy mấy người nào mà khổ dữ lắm mình mới cho. Rồi vậy tới đây chắc mình cũng xin kết thúc video nha. Vì hôm nay mình sơn cửa của nhà. Bởi vì mình không có làm mấy cái clip mà thử thách cho các bạn được. Chứ không có giỡn hết được.
Tại hôm nay là lỡ rồi, sơn hàng rào rồi, lỡ rồi review con nhà mình luôn. Nhà thấy dễ nghe, rất là đẹp luôn. Nhưng mà giá nó rất là rẻ. Giá là nhiêu tiền? Có 20-30 triệu rồi, chứ không phải là cả trăm nghe. Vừa số tiền. Mà ở cái nhà là hoành tráng luôn. Nắng mưa là nghe đủ hết, trời mưa là ngủ rất là yên. Rồi, tới đây là hết nha, bye bye. Nhớ like và share nha. Yeah.